Xin chào các bác nhé, cùng anh em nhé. Hôm nay em lại tranh thủ nên đàm đạo với các bác cùng em một chút. Giới thiệu các bác anh em con Mi Jaguar PA2335 ăn. Con này thì về hình thức cực kỳ đẹp, đẹp long lanh luôn. Trong con này thì cấu tạo của nó là gồm biến thế này của nó là 18 ampe nhá. Con này là hai tụ là nguồn rất to nhá. Chỉ số của nó là 63V 10.000 mi. Cấu tạo thì con này của nó là 8 sò nhá. 8 sò san ken. Sò san ken 2 vít ấy. Cho ra công suất của nó đánh được lắm các bạn ạ. Đây. Sò san ken. Mỗi một kênh của nó là 4 sò nha các bạn nhá. Dòng này thực ra nói anh em các bác là cũng lâu đời phết rồi đấy. Mà lần này không biết vậy, em lại nhào được một con nó thật là nhìn cực kỳ êm luôn này các bác xem. Lâu lắm mới mua được con đẹp như này, đăng lên để thanh lý cho mọi người. Em cũng đã có video giới thiệu các bác con Lâm Nhi chạy 8 san ken 2 vít này rồi. Chưa nói kỹ các bác hôm nay tiện đây thì cũng nói thêm các bác anh em này. Về cơ bản và nguyên lý hoạt động của Lâm Nhi thì nó như con Lâm Nhi khác rồi nhá. Mà cái này con này nó dùng sò san ken nó sẽ hơn những con Lâm Nhi ở chỗ này này. Con sò san ken nó chịu dòng sức khỏe hơn nha các bác nhá. Dụ mà đánh ở thời gian lâu thì nó sò công suất thì nó không nóng như những dòng sò kia nhá, cho nên là tuổi thọ nó sẽ bền hơn. Chính vì thế mà con này em nghĩ chắc khoảng độ khá lâu rồi, nhưng mà sò của nó toàn sò zin chưa thay con nào nhá. Bây giờ nói các bác là đi zin thì nghe nó không hợp lý lắm. Thực tế là con này em có thay mất gì rõ nhỉ, thêm vẫn chép đây ba con này, ba con mới thôi em. Con này em chưa vệ sinh sạch lắm, vệ sinh qua qua nó chạy ok rồi. Look.
Ok, các bác thấy bình thường nhá, vang nhại, ngang nghe nó rất vang nhá.